Thưa quý vị, đây là hình ảnh mà anh Thương bò trên cái lề đường này để bán vé số quý vị. Thì bây giờ mình muốn ghi lại cái hình ảnh mà anh di chuyển từ 3 giờ sáng trên từ đoạn đường trên kia xuống đây để cho quý vị được biết. Anh di chuyển từ sáng đến giờ là mấy cây số? Vậy là cũng xa ha. Mấy anh này đi mua đường mua nấu họ bộ người đi nấu rồi nắng nhờ đang mua những điện mua nhà như ba mẹ lên hở. Hồi xưa giờ có bạn gái không? Không, không có luôn. Không có. Có ai để ý mình không? Không có ai, không có ai để ý luôn. Giờ có thích tới vợ không? Thích có hả? Em nó nhỏ mà không có ai nhiều em. Không có nhiều. Không ai chịu ấy. Ừ. Nhưng mà anh có mê đúng không? Mê gái. Mê vợ. Mê vợ. Nhưng mà không chịu. Ừ. Nhưng mà anh gái không chịu. Giờ nếu mà có người mà tỏ tình với anh chịu không? Chịu. Thật không? Chịu. Nhiều liền. Nhưng mà ví dụ giờ mình có vợ mình có thể có con được không? Đó. Anh có khả năng không? Đó. Có không? Đó. Có luôn vậy. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Mười đang có mặt tại chợ Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thì bắt gặp một anh đang bán vé số ở đây quý vị. Thì theo Mười nhìn thấy hình ảnh anh lúc nãy bán vé số đến giờ thì anh chỉ ngồi ngà nắng này quý vị, nhìn rất là đáng thương. Thì trên tay Mười cũng đã chuẩn bị một trái dừa để cho anh uống nước đỡ khát. Thưa quý vị, thì bây giờ Mười sẽ tiến lại gần để hỏi thăm hoàn cảnh của anh như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Em chào anh ha. Sao anh không ngồi chỗ mát nữa cho nó mát đi, nóng quá. Rồi anh ngồi ngoài nắng quá, anh ngồi xích xích tới đây chút được không? Dạ. Dạ, chị có hay gặp ảnh đi bán vé số vậy không? Ngày nào cũng thường đi qua đây hết. Dạ, mày ngồi một chỗ hay là có lết đi à? Thì ngồi ở đi này, lết ngồi đi cho này thương lắm. Vậy là cũng có lấy đi nữa à? Ừ. Anh ơi vô chỗ mát tí đi. Vô đây. Rồi vô chỗ mát đi anh. Dạ chào mừng anh, tên gì vậy? Là Đạt. Đạt. Tên Đạt hả? À? Bao nhiêu tuổi rồi? 37 tuổi. Anh bán số lâu chưa? Anh bán số 3-4 năm rồi. 3-4 năm là anh bán ở đây hả? Đâu? Bán nhỏ, bán nhà. Bán nhỏ như Hùng. Dạ. Nhỏ như Hùng với nhỏ là Hà Mỹ. Dạ. Mình bán mình bên. Dạ. Thôi bây giờ anh uống nước đi. Rồi tiếp tục nói anh trò chuyện với anh ha. Dạ. Uống nước cho khỏe đi. Thấy dạ. Trời dạ. Anh ngồi sao mà anh ngồi nắng quá. Rồi quê anh ở đâu? Quê em ở Bình Tháp. Đồng Tháp? Ừ. Ở xã gì? Ở nhỏ Nhân Bình. Dạ. Nhân Bình. Rồi anh bị như thế này là từ lúc nào đến giờ? Mẹ hồi nhỏ mẹ nhảy ra luôn. Từ khi mà sinh ra đến giờ? Dạ. Rồi anh có gia đình không? Nói là mình nghe ba mẹ như quê. Là mà... Dạ là anh có vợ à? Anh như thế nhở? Anh không có vợ? Dạ. Nhưng mà ba mẹ anh còn sống không? Đâu. Vậy hồi đó giờ anh sống một mình vậy chứ không có vợ con gì hết? Không ai luôn. Mà sao anh ngồi ngồi nắng vậy, không có ngồi trong mát này? Ngồi nắng người ta mua. Ngồi ngồi nắng người ta mới mua. Ngồi trong mát người ta mua. Nhưng mà người ta thấy anh như vậy thì người ta mua mà. Anh ngồi nhìn nè. Chân da trầy hết rồi. Nắng. Ồ, nó nắng nó trầy hết da rồi, nó cắp hết da rồi, anh thấy không? Trời ơi. Nhà bỏ cái nhà đó. Đồ đất tay tu hết trơn luôn á. Bỏ cái gì mới ra, bỏ vô nhét cái nhét đi. Nhét đi bán rồi, ra nổi. Ra nổi không cho bán. Rồi anh bán là anh có lấy trên đường anh bán hay là anh ngồi một chỗ vậy? Nhớ rồi, nhét trên đường nữa. Có lấy trên đường nữa? Anh lấy vậy, cắt cái quần rồi. Hồi xưa giờ anh có đi xe lăn lần nào chưa? Chưa. Anh không có xe lăn hay là không đi?
nó nè nó nặng người nặng à xe lên lắc mà lắc không được à nó lên lắc rồi à có cái anh mua cái số hồ mua anh dạ nào cái nào rồi ngày nào anh cũng có cái mua ấy à thấy tội nghiệp quá anh ơi không mà nhiều người giả thì không nói với anh là đúng là thật luôn anh ơi bởi vì anh tìm hiểu những người xung quanh ở đây á thì nói là anh này cũng thường xuyên lấy cho bán đi giữa trên nó không biết ngồi vậy á đi ngang chưa hè lấy nhưng mà em bảo nó kêu là ngồi trong mát để cho nó đỡ bất nhà anh nói kêu ngồi trong mát là không có ai mua ngồi người nắng mới được thấy lúc nào cũng cười nha à, có duyên vậy sao lúc nào mình bán cái số mình phải tươi vui vậy đó đúng không cái người ta mới mua nó thỉnh thoảng là anh có về quê không? Nãy nãy rồi, năm ông rồi năm một năm mới về nhận một năm mới về là rồi ba mẹ ở dưới quê là lớn tuổi chưa? Mã năm mà năm ba rồi số ba rồi ba mẹ còn khỏe không? Còn yếu rồi. Ở nhà trọ chứ không phải nhà không nhờ, ở dưới quê mà sao không có nhà nhờ bán mẹ nhờ thả ở dạ. Hôm sau là bán hết vậy thiếu nợ hả dạ. Hồi xưa buôn bán làm cái gì mà thiếu nợ dữ hả hồi đó đi chữa bệnh hả chữa bệnh cho anh hả trời tội nghiệp chưa vậy là do tự bệnh cho anh nên thành ra là khó khăn nên phải bán hết nhà cửa luôn giờ ở trọ em nhắn nhầm tặng kiếm niềm vui lại à phải bán để kiếm niềm vui của ngày rồi dễ thương chưa phải kiếm tiền mua nhà bây giờ kiếm được bao nhiêu rồi kiếm được 200 triệu rồi còn 200 triệu đủ thế còn 5 năm nữa còn 500 nữa 3 năm nữa 3 năm nữa 3 năm nữa mới đủ 3 năm nữa mới đủ mà mua cái nhà khoảng bao nhiêu tiền 500 rưỡi à giữ ha dạ là phải phải có đủ 550 mới mua được cái nhà mà mua nhà dưới quê hay là Bình Dương mua ở đây Bình Dương luôn ở nhà ở đây Bình Dương là mới có 550 có không nhớ mua đất rồi rồi bán cái số ra rồi nè một ngày anh bán được bao nhiêu tờ một ngày hay bán 300-400 300-400 tờ rồi biết khi nào mà đủ để mình mua được cái nhà nhưng mà dự kiến của mình là 3 năm nữa dữ ha vậy là anh có một nghị lực rất là phi thường luôn em nhán ngầm mình nhán ngầm mới nhiều như ai 200 triệu mấy năm được 200 triệu 4 năm được 200 triệu bây giờ 3 năm nữa là được 550 là mình đủ mua được cái nhà giỏi số 1 luôn nhán mấy anh này như mua được mình đố họ bộ mình biết đố rồi nắng nhờ đang nhìn mua nhà đưa ba mẹ lên ở mua nhà đưa ba mẹ lên ở mà hiện tại bây giờ là anh ở phòng trọ ở đâu ở đây nội ở với ai ở ngoài này một mình đó ăn uống rồi ai lo nhận đồ có nấu ăn được không mua nhau thôi rồi đi bán như thế này anh đi ra đây bằng cái gì xe mà lên xe xuống xe rồi anh có lấy được không nhà ổng người ta ẩm xuống người ta ẩm lên còn về nhà là mình sinh hoạt trong nhà là mình có chiếc xe nào không không có bò đi wow không nhưng mà thấy anh lúc nào cũng cười nha một nghị lực rất là phi thường luôn đi bán với số mà để dành tiền mua nhà là hiếm ai có lắm em là đúng rồi em mới nhanh em nhìn có 200 triệu giờ 200 triệu 4 năm rồi ngồi như 300 triệu nữa 300 triệu nữa 300 triệu nữa 300 triệu nữa mới đủ cố gắng nhưng mà ví dụ giờ có chiếc xe lan hay xe lắc gì anh đi bán có được không anh đi lắc rồi nhắn một không được vậy do nó cong con người đúng không còn đi xe điện có được không được hả xe lan điện là được nhưng mà anh có thích không thích hả Nếu bây giờ có xe lăn điện anh có đi bán cái số không hay là ngồi như thế này em đi bán nhú hứa không ok hứa luôn đúng không dạ nhìn vui dữ ha
Anh cho em hỏi này, bây giờ anh có biết chắc là anh đi xe lăn điện được không? Được. Anh đi được đúng không? Được. Ờ. Đúng rồi. Bởi vì có cái trường hợp như thế này, trước đây anh cũng có mua một xe lăn điện giúp một hoàn cảnh giống như anh vậy đó. Được. Nhưng mà về là sử dụng không được. Được, có nghĩa là ra đường rất là nguy hiểm. Được. Mà không biết anh là tay hai tay nên có bình thường không? Được. Chạy được đúng không? Được. À. Ok. Xin tiền hả? Đi xin tiền hả? Ừ. Số 1 nha. Rồi là chia sẻ với nhau đúng không? Dạ. Nhắn chứ đừng mua nhắn rồi. Nhớ là mua nghe. Mua nghe điện. Đừng ngại. Như đó. Mua mà anh ra đuổi. Mấy nhau ăn đuổi. Mấy công an đuổi à? Ừ. Anh ơi, đuổi nó, ông đâu vậy à? Bị đuổi nhiều lần chưa? Đuổi nhiều rồi. Mà lý do sao đuổi? Bị nhớ mà gọi là mình đoán ra đi đuôi chứ. Ông mượn bị nhụn ra. Có nghĩa là bên chính quyền là sợ anh ngồi đây là bị tai nạn cái gì? Đây không có cho anh bán. Nhưng mà mình có xe lăn điện là mình không có sợ nữa đúng không? Đúng không? Hồi xưa giờ mình có nghĩ là mình ước mơ có một chiếc xe lăn điện không? Không mơ là sinh viên, đi ông mơ đi nhà. Đúng rồi, nhà. Nhưng mà ước mơ cái nhà là cao hơn đúng không? Đó. Nhưng mà tại sao mình để dành được 200 triệu, tại sao mình không có mua chiếc xe lăn trước này? Nói mua nhà đi, mua nhà để mua nhà, đúng rồi. Mình quyết tâm để mua nhà. Còn xe xe lăn điện mình có thể là một chiều khó, mình ngồi đây mình bán. Còn mình quyết tâm mua nhà. Yeah. mua nhà cho mình mới rẻ. Mua nhà gần gì mua. Rồi anh ngồi đây có khi nào bị giật cái số chưa? Nó bị rồi. Có luôn. Mình 3 năm rồi. Rồi giật nhiều nhất là bao nhiêu tờ? Mua ống 2 năm. 2 năm với 3 năm. 5 năm có ở mẹ rồi. Có rồi. Không nhớ. Đi đừng nhỏ gì luôn. Nhìn nhẹ hả? Đúng rồi, nhìn ra được rồi. Nhìn ra được, nhìn năm nhìn năm nhả hả? Nhìn năm nhìn nhả. Thôi, anh uống nước. Uống nước này cái không là... Thái là anh khát lắm luôn rồi đó. Rồi, nhìn ra đó rồi hả? Đang mua cơm no. Mua cơm. Có bánh mì, có cơm luôn. Đang mua. Đang mua no. Rồi mấy giờ là bắt đầu mình ăn? Mình bán 2 giờ mình về luôn. 2 giờ chiều mới về. Ba giờ nắng mình rồi. 3 giờ. Giờ còn bao nhiêu tờ? Không biết. Một, hai, ba. Mùng 48. 48 tờ. Dạ. Ủa, cái tay anh bị sao nữa hả? Anh chậm tay đem coi đó. Mày nhỏ nhỏ mẹ nữa anh nhé. Là khi sinh ra là bị vậy rồi. Vậy anh nắm rồi sao? Anh nắm được không? Nắm tay em nữa. Nắm vậy hả? Rồi anh ăn cơm rồi anh cầm muỗng cái tay nào? Bên này. Bên trái. Cái chân của anh có duỗi thẳng là được không? Hay là không được à? Nói chị dạy thôi. Rồi đứng nằm cũng hay nằm cũng nên nên được. Rồi thương chưa? Rồi anh ở sáng anh bán ở chỗ nào mà anh lấy cái xuống tới đây? 3 giờ. 3 giờ khuya. 3 giờ khuya. Ừ, 3 giờ khuya nè. 3 giờ khuya đi bán rồi. Dạ. 2 giờ chiều mới về. Dạ. Nhưng mà. Đúng rồi, giờ là chỗ. Dạ. Em ăn nhớ á, nhậm nhìn rồi nhìn anh nó 10 giờ ra nhậm ma nhậm nhịn anh nhịn anh nhớ bỏ ống heo rồi mới già uống mua già vậy đó hả? Rồi vậy là bỏ ống heo ai mà nhìn nhau nữa nó mới nó nhìn nó mình nọ nữa.
Hồi xưa giờ có bạn gái không? Không. Không có luôn? Không có. Có ai để ý mình không? Không có ai, không có ai để ý luôn. Giờ có thích tới vợ không? Thích có hả? Rồi. Giờ nếu mà có người mà tỏ tình với anh chịu không? Thật không? Nhiều liền. Mà bây giờ người mà mình chọn là người mẫu như thế nào? Đi được. Yên à? Được. À, bình thường? Ừ. Thì đúng bình thường. Rồi sao? Ông nhỏ nhỏ nha. Nó ngon nó nướng cho mình đó. À, có nghĩa là đậm đà. Nấu cơm nấu nước cho mình. Nhưng mà phải đi được bình thường mới dịu dắt anh được. Dạ. Đúng không? Cái bao nhiêu tuổi? 30 năm nữa thì à, 30 tuổi. À. 30 tuổi đến nhà 30 mà 35 tuổi. Dạ. Đúng không? Ừ. Vậy là có được nhiều đúng không? Dạ. Nó là những cái đấy nhiều. Nhưng mà ví dụ giờ mình có vợ mình có thể có con được không? Dạ. Anh có khả năng không? Dạ. Có không? Dạ. Có luôn không? Dạ. Em nói nhờ đứa nhỏ rồi. Nhớ nhỏ nhỏ hai đứa nhau. À. Nhỏ hai đứa. Hai đứa rồi. Như nhà như vậy. À. Đứa trai đứa gái. Dạ. Là sao em chưa hiểu? Có đứa trai đứa gái đây là sao? Anh gái vậy đó, nó bao giờ dù như nay thì nó ngoại chứ. À. Ủa nè. Anh rút cho em hai tờ giấy số nha. Dạ. À, hai tờ thôi nha. Dạ. Rồi, hai tờ, em gửi anh 200 ngàn. Khỏi thối nha. Rồi, hai tờ này, chiều nếu trúng là anh sẽ đưa em đi sắm xe lăn điện. Mình có xe lăn điện là mình mới có cơ hội có gái. Đúng không? Đúng rồi. Em nhớ nhở. Mà ông có ai nhiều em. À. Không có gì nữa. Không ai chịu hết. Ừ. Nhưng mà anh có mê đúng không? Mê gái. Ừ. Mê bà. Mê bà. Nhưng mà không chịu. Ừ. Nhưng mà anh gái không chịu. Không. Chẳng qua là mình chưa đến duyên thôi. Ừ. Khi mình đến là gái nó bu không. Mình. Em quá nhỏ. Quá nhỏ hả? Nhưng mà đó. Nhỏ mà nhưng mà khai lại. Ừ. Nó nhìn mẫn nhỏ. Nhưng mà có chồng bình thường. Ừ. Bình thường ừ. Ông mà biết đâu được hôm nay anh lên video như thế này là sẽ có người để ý anh biết đâu được anh có vợ. Đó. À, lúc đó nghe đã ơn mình làm mai nha. Em đã ơn cho anh là minh nắng. Cái gì? Uống vui. Cảm ơn em nhiều nhé. Nhưng mà nữa. À, em nhận nhau anh mới nói là anh kêu anh muốn có vợ có bạn gái gì giới thiệu cho anh đi. Muốn có vợ rồi. À, thưa quý vị, hiện tại trời đang rất là nắng, hơn 11 giờ trưa rồi quý vị. Thì ở thời tiết ở đây khá là nắng, cũng khoảng gần 40 độ C. Nhưng mà nhìn trên khuôn mặt của anh Đạt lúc nào cũng tươi hết. Mà đặc biệt nhất là ai mà mua giấy số là anh luôn luôn cười, luôn luôn mỉm cười quý vị. À, nhìn anh rất là đáng thương quý vị ạ. À, mình xin nhắc lại là hiện tại mình đang ở gần chợ Tân Phước Khánh, thị xã Tân Yên, tỉnh Bình Dương. À, nếu quý vị bà con có đi ngang qua đây thì nhớ ghé ủng hộ cho anh về tờ giấy số. À, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, bây giờ thì mình xin kết thúc video. À, xin chào tạm biệt.